Kem dưỡng làm trắng sáng da tinh chất Q10 Mid Fairy với trọng lượng là 15g, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 3 đến 4 tháng. Giá chính hãng là 698.000 đồng, xuất xứ tại Đài Loan. Thì đối với sản phẩm này sẽ loại bỏ các vết thâm nám, tàn nhang, dưỡng trắng da, ngăn ngừa lão hóa và xóa bỏ nếp nhăn. Đồng thời cũng sẽ cung cấp độ ẩm cho da mềm mượt. Sản phẩm này chúng ta sẽ sử dụng cho ban ngày và ban đêm. Thì sau khi đã làm sạch da, chúng ta lấy ra một lượng sản phẩm vừa đủ thôi. Chấm đều 5 điểm trên gương mặt của mình, sau đó tán đều phần kem. Chất kem bên trong sẽ là dạng kem đặc có màu vàng đậm. Chúng ta cũng có thể sử dụng như một lớp nền để chúng ta trang điểm